Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tối hôm nay tôi xin gửi tới quý vị một cái video cuối cùng về cái drama giữa luật sư Hoàng Duy Hùng và nhà sư Huệ Thuật. Bởi vì cái drama này đã được luật sư Hoàng Duy Hùng đưa ra ánh sáng vào lúc 10 giờ ngày hôm qua, 15 tháng 10 năm 2024 rồi. Vì vậy mà tôi xin tổng kết lại những cái ý chính và những cái bài học rút ra từ cái drama này. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng đã đưa ra cái ánh sáng cái sự việc của nhà sư Huệ Thuận. Và qua cái video này thì tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn tất cả thưa quý vị đã quan tâm theo dõi những cái sự việc này trong suốt thời gian vừa qua. Thì như quý vị đã biết đó, là cái người mà được cho là nhà sư Huệ Thuận này đó thì có cái tên thật là Trần Quốc Hiệp thưa quý vị. Và cái người có tên là Trần Quốc Hiệp này tự xưng là nhà sư Huệ Thuận đó, thì thực ra là đây không phải là nhà sư hay là thầy bà gì ở cái tịnh xá Phổ Hiền hết thưa quý vị. Thì luật sư Hoàng Duy Hùng đã đến trực tiếp nơi đây và được những cái người dân tại địa phương cũng như là chính các cái vị Phật tử ở trong tịnh xá Phổ Hiền xác nhận rằng Huệ Thuận không phải là nhà sư của tịnh xá Phổ Hiền thưa quý vị. Thì người dân ở đây người ta cho biết đó, là Huệ Thuận này là một cái người đến tạm trú ở đây thôi, mà cái nhà được gọi là cái tịnh xá của Huệ Thuận đó, thì gọi như vậy chứ thực ra thì Huệ Thuận chỉ là một cái cư sĩ tại gia thôi. Thì cái nơi mà Huệ Thuận ở đó là cách cái tịnh xá Phổ Hiền là khoảng 200 mét thưa quý vị, đi sâu hun hút vào phía bên trong. Ở đằng trước cái nơi mà Huệ Thuận ở đó thì là một cái nghĩa trang, và chung quanh thì người dân ta trồng những cây thanh long rất là nhiều thưa quý vị. Người dân ở thì rất là lác đác, thưa thớt lắm, không có người ở mấy. Và ông Huệ Thuận này đến đây tự xưng là thầy tu, tự xưng là thầy, và lập lên một cái cóc để tự tu tại gia thôi. Và hàng ngày đó thì Huệ Thuận này có qua bên tịnh xá Phổ Hiền để xin nước về uống. Bởi vì ở cái tịnh xá Phổ Hiền thì người ta có một cái cây nước, người ta lọc nước và phục vụ cho người dân ở chung quanh đó miễn phí. Người nào không có nước dùng thì đến tịnh xá để lấy nước về sử dụng. Thì Huệ Thuận cũng là một trong số những người như vậy. Thì hàng ngày Huệ Thuận có đi qua bên cái tịnh xá này để xin nước về uống, chứ không phải là nhà sư của tịnh xá Phổ Hiền như là Huệ Thuận đã từng nói ở trên video quý vị nhé. Và Huệ Thuận cũng đã từng cho cái địa chỉ này để luật sư Hoàng Duy Hùng đến đây. Thì thực ra thì đây không phải là cái nơi tu tập của Huệ Thuận thưa quý vị. Huệ Thuận này tự xưng là sư thầy ở đây chứ thực ra là không phải, chỉ là một người, một khất sĩ tu tại gia thôi. Thì bây giờ mời quý vị xem một cái đoạn video mà anh Hoàng Duy Hùng đã đến tận nơi tịnh xá Phổ Hiền này và được những Phật tử ở đây cho biết là Huệ Thuận không phải là thầy tu hay là nhà sư của tịnh xá Phổ Hiền quý vị nhé. Mời quý vị theo dõi video này. Không, quý vị biết hiện giờ tôi đang đứng trước cổng của Huệ Thuận, cổng nhà của Huệ Thuận đây, và cách cái chỗ tịnh xá Phổ Hiền là khoảng chừng 200-300 mét. Và mình thì rất được biết luật chơi, mình chơi rất là sòng phẳng và không cho mình vô thì mình đứng trước cửa. Còn nếu như có mở cửa đón anh Hoàng Duy Hùng thì có anh Hoàng Duy Hùng ở đây như mọi người thấy, còn mình thì vẫn đứng đây chơi. Hôm nay là sáng, hiện giờ đúng 10 giờ nha, hiện giờ đúng 10 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2024. Tắt máy xe đi, ồn ồn tắt máy xe đi. Đó. Và cái nghĩa trang thì bên đây, còn cái cổng đi là vô đây. Hôm qua mình còn nghe nói clip rồi chơi mua tổ ong rồi giả rồi với chó rồi. Thì ok, mình chỉ đứng ở trước cửa thôi. Ở trước đối diện cái cổng đó là một cái nghĩa trang. Đó là
Cuộc chơi mà, chơi là phải đúng luật. Còn nếu như mở cửa ra thì anh Hùng cho anh Hùng vào trà đàm thì anh Hùng trà, mình thì không cho phép, mình đứng lên trước. Và đây với anh Hùng đây, mọi người thấy ok anh. Thưa quý vị, trên màn hình quý vị là anh Sài Gòn Vivu, là một người đồng hành với luật sư Hoàng Duy Hùng trong suốt cái drama này. Và anh Sài Gòn Vivu đã có những cái video bình luận rất là sắc bén về cái drama giữa luật sư Hoàng Duy Hùng và nhà sư Huệ Thuận quý vị nhé. Mời quý vị đăng ký kênh của Sài Gòn Vivu để chúng ta theo dõi được những cái chi tiết chính xác nhất về cái drama này. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi. Anh em mình anh thấy hôm nay giờ thưa quý vị, ở đây là luật sư Hoàng Duy Hùng thưa quý vị. Còn đây là anh Sài Gòn Vivu quý vị. Mời quý vị theo dõi cái buổi trò chuyện giữa luật sư Hoàng Duy Hùng và anh Sài Gòn Vivu ngay tại trước cổng của nhà Huệ Thuận cũng như là ngay trong cái khuôn viên của tỉnh xã Phổ Hiền quý vị nhé. À, này nó đúng là 10 giờ rồi, nó đúng ngày đúng giờ hẹn cũng như trước đây. Nhưng mà Huệ Thuận đã hủy kèo, nhưng với anh thì anh vẫn quyết tâm đến. À, còn em thì nó không cho vào thì em đứng ngay trước, thì anh có đôi lời dịu với quý vị khán giả của Sài Gòn Vivu à thưa anh. Thứ nhất là tên này làm cái nghề xe ôm, nghề nào cũng tốt cả. Nhưng mà tên này lại là một tên lưu manh Trần Quốc Hiệp. Thách thức là trà đàm với tôi để biến thù thành bạn. Nhưng tôi nhận lời nói rằng là có bằng tiến sĩ Phật học. Tôi đã đưa ra hai câu hỏi, cho nói tiếng Việt cũng không dám nói. Bằng tiến sĩ, trình luận án tiến sĩ là gì? Bằng tiếng Việt đi, cũng không được. Khác biệt giữa Niết Bàn Phật giáo và Ấn giáo là gì? Cũng không được. Đó, thấy không? Anh Trần Cường đang hô đó. Thì chúng ta mới hiểu là con người này là lưu manh, dám giả danh tiến sĩ Phật học rồi lên trên mạng như vậy, thì cái gì cũng có thể giả mạo hết. Cho nên đúng những gì mà khán thính giả gửi clip về tên này là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, là một tên vũ phu có vợ và rất là vũ phu và ăn cắp ở chùa nữa là đúng. Tên này là một tên ăn cắp, tên này là cả tên cà chớn, tên này là tên cần phải vạch mặt ra như vậy. Lưu manh, đá cá lăn dừa khốn nạn như thế thì tôi vạch mặt một lần để cho mọi người biết. Đừng có giỡn mặt. Ok, cảm ơn anh. Vâng. Thưa quý vị, đó là cái lời tuyên bố của luật sư Hoàng Duy Hùng, là Hoàng Duy Hùng đã đến tận nơi ở của Huệ Thuận và qua những cái nhận xét của người dân chung quanh đây thì thực sự là những cái phát biểu của luật sư Hoàng Duy Hùng rất là chính xác đối với người được nhân danh là nhà sư Huệ Thuận, nhưng mà thực ra thì không phải là nhà sư, mà tên thật của Huệ Thuận là Trần Quốc Hiệp, một cái người ở phương xa tới tạm trú ở đây và lập nên một cái cóc và tự tu ở đây, chứ không phải là người của tỉnh xã Phổ Hiền. Và ngày hôm nay thì đúng như lịch hẹn là Hoàng Duy Hùng đã có mặt tại tỉnh xá Phổ Hiền cũng như là vào tới tận nơi ở của Huệ Thuận. Mời quý vị theo dõi tiếp tục nha. Thưa quý vị, các bạn thấy thì trò chơi, nhưng mà chơi thì chơi cho đúng luật, thanh niên với nhau cả. Và tôi đang có mặt trước cổng nhà của Huệ Thuận đây, nãy là Vivo có quay lại rồi. Và đối diện của Huệ Thuận thì đây là một cái nghĩa trang đó, như quý vị thấy. Còn khi mà cho địa chỉ á, thì cách ngay chỗ tỉnh xá Phổ Hiền khoảng chừng hơn 200m, là từ đó là Vivo hôm qua có quay rồi đó, các bạn thấy. Thưa quý vị, đây là luật sư Hùng và một số anh em khác đang đến trước cổng của nhà riêng của Huệ Thuận, hay mình gọi là cái cóc, cái nơi cái tịnh xá, thì nó cũng không phải, bởi vì trước cổng của Huệ Thuận thì không có bảng hiệu gì hết quý vị, chỉ có là một cái cổng thôi. Thì mời quý vị theo dõi tiếp cái đoạn video này nhé, cũng như là theo dõi cái lời xác nhận của một Phật tử ở tỉnh xá Phổ Hiền xác nhận rằng Huệ Thuận không phải là tu sĩ, không phải là nhà sư của tỉnh xá Phổ Hiền quý vị nhé. Đây, mời quý vị theo dõi. Thank you.
thì mình đi vào tỉnh xá Phổ Hiền để mình coi có gặp ai. Mình sẽ phỏng vấn với quý vị các bạn xem. Đây là Huệ Thận, còn tỉnh xá Phổ Hiền thì ở đằng kia. Xin mời quý vị cùng Sài Gòn Vivo đi theo xuống vào tỉnh xá Phổ Hiền và Vivo sẽ lên xe. Ok nha, mình sẽ vào tỉnh xá Phổ Hiền. À, tỉnh xá Phổ Hiền. Đây là Đức Mẹ. Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Bên đây là Phật A Di Đà. Ủa, gì thấy không? À, một tỉnh xá thì vẫn thờ Phật A Di Đà. Còn có những cái người thì lại nói là không có thờ là sai. Vì thấy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thấy đây là Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, vì thấy đây là tỉnh xá Phổ Hiền. Đây là tỉnh xá Phổ Hiền quý vị. Một ngôi tỉnh xá rất khang trang. À, cho em quay một số cảnh nha chị nha. À, đây là chị ở đây đó. Một tỉnh xá rất là trang nghiêm, phải nói là ấm cúng. Thì luật sư Hoàng Duy Hùng, anh cũng chia sẻ là khi mà anh mới đến, anh nhìn thấy tỉnh xá Phổ Hiền này rất là uy nghiêm, trầm mặc và rất là rộng lớn như thế này. Thì thực tình mà nói thì luật sư Hùng có chia sẻ là luật sư Hùng suy nghĩ rằng vậy thì Huệ Thận cũng là một người có chức vụ cao ở trong một cái ngôi tịnh xá lớn đồ sộ như thế này. Nhưng mà khi mà tìm hiểu thì hoàn toàn không phải như vậy quý vị. Mời quý vị theo dõi tiếp. Vào đây thì có mấy cái bia. Ông giờ thấy ông tịnh xá Phổ Hiền. Tịnh xá Phổ Hiền có những cái bài thơ rất là tụi anh ở dưới Sài Gòn em. Anh hỏi thăm chút xíu được không em? Thì biết nghe người ta nói. Nghe người ta nói là có cái tịnh xá này rất là dễ thương đẹp và thầy ở đây rất là đắc đạo. Em muốn ghé ở đây hỏi thăm. Ở đây là cây sa la hả chị ha? Sư thầy ở đây tên gì thưa chị? Hòa thượng thích giác hoàng là chủ trì tỉnh xá này. Gần đây chị có biết là có một người nào mà sư mà gần đây tên Huệ Thận không? Dạ có, bên đây. À, gần dưới nãy đây đúng không? Bên đây. Sư hoàng. Đó sao có một số người nói là không phải là sư gì? Dạ. Có người ta nói không phải, người đó không phải là sư, tự phong thôi người đó. Dạ, đâu. Cái đó là em không biết. Tên thật tên là Trần Quốc Hiệp. Cái con người này mấy lần lên đây thì lại hay mạo danh nó là ở trong tỉnh xá Phổ Hiền này. Dạ. Mấy bữa thầy đó cũng qua đây lấy nước. À, qua đây xin nước hả? Dạ, đúng rồi. Ở đây là sư phụ lọc nước á. À. Lọc nước. Cho dân làng ở đây xài. Cho dân làng ở đây xài thì Huệ Thận đó cũng qua đây xin nước. À. Qua đây xin nước thôi vậy mà còn dám nói là mình là người mạo danh, là mình là người trong đây. Rồi còn nói là trong chùa Phổ Hiền này, tỉnh xá Phổ Hiền này rõ ràng nó như vậy là có lỗi, có tội lắm đó chứ phải không? Thì ai làm lấy mang thôi. Đúng rồi, nghiệp ai làm lấy mang thôi. Ai làm lấy mang thôi, mình cũng không có so đo hay là cái gì đó. Ai nói thì lấy mang, ai làm lấy mang. Chị là chị ở đây với cái chị này hả? Dạ, em là Phật tử. À, Phật tử. Vô đây làm công quả rồi đó. À. Ví dụ như chị qua đây chị làm công quả vậy thì Huệ Thận nó tự cho mình là người ở trong chùa này, rồi đi qua đây xin nước còn tự cho mình là người ở trong chùa này luôn nữa. Thì em đã nói là nghiệp ai lấy mang. Huệ Thận đó chị, Huệ Thận gần đây đúng không? Bây giờ em chỉ nghe thôi. Vậy mà nói là chủ trì chùa này luôn mới ghê, ông đó ông xạo tới mức độ vậy. Mà ông đó là chỉ qua đây xin nước thôi đúng không? Xin nước mà chưa làm công quả quát được cái đó rác đến ở đây nữa mà dám nói như vậy. Quả là mang tội đó. Xin chào. Em, đây. À, em nhân quen lắm.
Thưa quý vị, như vậy thì qua cái lời xác nhận của Phật tử của Tịnh Xá Phổ Hiền này, thì ngày hôm nay một cái sự thật đã được luật sư Hoàng Duy Hùng và Sài Gòn Vivo bóc trần ra, đó là Huệ Thuận không phải là nhà sư và cũng không phải là tu sĩ của Tịnh Xá Phổ Hiền như Huệ Thuận thường nói, như quý vị nhé. Thì đây là một cái điều mà hết sức là quan trọng quý vị, bởi vì như thế này quý vị, cái đáng lên án đối với Huệ Thuận đó, đó là vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, về vấn đề tâm linh rất là linh thiêng như vậy mà Huệ Thuận lại dám đùa giỡn như vậy, dám nhận mình là sư là thầy ở Tịnh Xá Phổ Hiền này, lại mạo danh là sư là thầy như vậy để mà làm những cái việc gì đó thì mình không biết cái mục đích của Huệ Thuận, nhưng mà chỉ với một cái việc làm là mạo danh là tu sĩ của Tịnh Xá Phổ Hiền này thôi thì cái nghiệp của Huệ Thuận rất là nặng, quý vị, cái lỗi của Huệ Thuận trong cái việc mà tự nhận mình là tu sĩ của Tịnh Xá Phổ Hiền thì đây là một điều mà không có cái gì mà có thể phân bua giải thích được, quý vị. Chỉ có một cái chi tiết này thôi thì quý vị cũng đã biết Huệ Thuận là con người như thế nào rồi. Và thưa quý vị, qua các cái cuộc cãi vã qua lại ở trên các video, những cái tranh luận giữa luật sư Hoàng Duy Hùng và Huệ Thuận đó, thì chứng tỏ rằng Huệ Thuận rất là sân si, thưa quý vị. Nếu mà một nhà tu hành thì mình không có được sân si, ăn thua đủ từng câu, từng chữ, từng hành vi một với cái người mà bất đồng quan điểm với mình, thưa quý vị. Mà nếu mà đã là nhà sư, đã là người thầy thì mình phải dùng cái đạo hạnh của một vị tu sĩ, cái đạo hạnh của một nhà sư để mà cảm hóa chúng sinh mới đúng. Dùng cái tình yêu thương của một nhà sư để mà giác ngộ được chúng sinh. Đối với lại một cái người mà có những cái ý kiến đối lập với mình thì đó mới là một vị chân tu, thưa quý vị. Đằng này thì Huệ Thuận lại hết sức là sân si, ăn thua, bắt bẻ từng câu từng chữ với luật sư Hoàng Duy Hùng, thưa quý vị. Thì những cái video ở trên mạng thì quý vị đã biết rồi, quý vị có thể xem lại những cái đoạn video mà sư Huệ Thuận, từ bây giờ đi thì chúng ta không có cần phải gọi là sư nữa, bởi vì Huệ Thuận thực ra không phải là sư là thầy gì quý vị, mà Huệ Thuận này đã dùng những cái sự sân si của mình để mà qua lại ăn thua đủ với những cái người mà không đồng cùng quan điểm với mình. Như vậy thì rõ ràng là đây không phải là một cái đức tính của một vị chân tu, thưa quý vị. Và một cái đáng buồn cười nữa, thưa quý vị, tôi nói dùng cái từ buồn cười, và một cái đáng thương hơn là một cái sự quy kết về cái lỗi lầm của Huệ Thuận, đó là cái sự ngô nghê như một đứa trẻ con vậy, thưa quý vị. Thì những tưởng rằng Huệ Thuận chỉ đưa ra những cái cảnh báo nó mang cái tính bạo lực, như là dùng bảo vệ, rồi khám xét, rồi dùng ai mà bước qua sân chùa mà chưa có sự đồng ý của Huệ Thuận thì ngay lập tức có những video triệu view vân vân. Rồi muốn mà vào trong sân của chùa của Huệ Thuận đó thì phải chuẩn bị mấy chục triệu. Những cái hàm ý đầy bạo lực và sẵn sàng ra tay với đối phương, thì mình tưởng đâu là Huệ Thuận chỉ dùng những cái lời răn đe bạo lực như vậy thôi. Nhưng mà Huệ Thuận lại làm một, tới cái ngày mà sáng mùng 10 tháng, xin lỗi quý vị, tới sáng 15 tháng 10 năm 2004, tức là ngày hôm qua đó quý vị, thì Huệ Thuận lại làm một cái điều hết sức buồn cười, thưa quý vị, hết sức là trẻ con, hành động như là một đứa trẻ con vậy, chứ không phải là người lớn, thưa quý vị. Thì quý vị đã biết rồi, Huệ Thuận xì chó ra để cho nó cắn luật sư Hoàng Duy Hùng, thưa quý vị, rồi mua hai cái tổ ong thật to về để giữa cổng, để có gì thì giật dây một cái là nó ra nó cắn luật sư Hoàng Duy Hùng, rồi lại mua cả rắn nữa để về
cho nó cài bẫy ở trước cổng của Huệ Thuật. Thì một cái hành động tôi nghĩ là chỉ có trẻ con mới có những cái trò bẩn như vậy thôi quý vị, chứ người lớn không hề làm như vậy. Hơn nữa mình lại nhân danh là một nhà sư mà lại hết dùng bạo lực rồi lại dùng đến cái trò trẻ con rất là buồn cười thưa quý vị. Mà Huệ Thuận lại còn dán những cái tờ giấy ở trên trước cái cổng của nhà Huệ Thuận đó, là dùng những cái lời lẽ thóa mạ cá nhân Hoàng Duy Hùng đó, gọi Hoàng Duy Hùng là cái tập đoàn miệng rộng, rồi truyền thông bẩn. Hay là hiện nay thì thực tình mà nói thì cái khái niệm truyền thông bẩn mình cũng không hiểu như thế nào gọi là truyền thông bẩn thưa quý vị. Rồi rất là sân si và rất là buồn cười thưa quý vị. Bây giờ mời quý vị xem cái những cái miếng giấy mà Huệ Thuận dán ở trước cổng này quý vị nhé, trong cái ngày 15 tháng 10 vừa qua, tức là ngày hôm qua đó quý vị. Rất là buồn cười nhé quý vị nhé. Bây giờ mời quý vị theo dõi này. Đây thưa quý vị, đây là những cái đây là cái cổng của Huệ Thuận này. Thì quý vị có thể zoom lên để chúng ta đọc rõ nhé. Đây là cấm tập đoàn miệng rộng, rồi cấm quay phim chụp hình, rồi ở đây là cấm quay phim chụp hình, cấm truyền thông bẩn, cấm tập đoàn miệng rộng, rồi chùa có chó dữ. Rất là buồn cười thưa quý vị. Cái trò này thì mình thấy là vừa giận Huệ Thuận thưa quý vị, mà lại vừa thương. Không biết là về vấn đề thần kinh của Huệ Thuận có vấn đề gì không mà lại làm những cái việc rất là trẻ con như thế này thưa quý vị. Thì quý vị có thể nhìn thấy không? Đây, tôi có thể mở to lên một tí nữa để cho quý vị xem nhé. Đấy quý vị, đây, chùa có chó đang đẻ. Vâng, những cái trò rất là trẻ con, rất là buồn cười thưa quý vị. Rồi Huệ Thuận là khóa chặt cửa như thế này, không có cho ai vào, để dán những cái tờ giấy như thế này. Rất là buồn cười thưa quý vị. Và mời quý vị nghe chính Huệ Thuận xác nhận là Huệ Thuận có chuẩn bị hai con chó. Mà Huệ Thuận nói là con chó này nó dữ lắm bởi vì nó mới đẻ. Rồi Huệ Thuận có nói là xác nhận rằng có mua hai cái tổ ong, rồi có rắn rết để mà đưa ra cổng để tấn công vào cái đoàn của luật sư Hoàng Duy Hùng. Thì mời quý vị xem cái đoạn video mà Huệ Thuận xác nhận này nhé quý vị nhé. Rất là buồn cười quý vị ạ. Bây giờ mời quý vị nghe Huệ Thuận xác nhận là có chuẩn bị chó dữ, chuẩn bị ong vò vẽ, chuẩn bị rắn nha thưa quý vị nha. Mời quý vị nghe nè. Thưa toàn thể quý Phật tử và những người yêu quý mến đạo Phật, thì hôm nay Huệ Thuận xin được trình bày về cái quá trình mà luật sư Hoàng Duy Hùng để tới đây. Và đặc biệt thì trên mạng xã hội đó, một vài thôi những người mà fan của góc nhìn Hoàng Duy Hùng đó, và họ cứ nhắn tin vào, họ nói là Huệ Thuận đó, ví dụ như là Huệ Thuận thả chó, thả ong và rắn, thật là ác độc, rồi đi tu mà sao ác thế. Nên Huệ Thuận sẽ trình bày về cái vấn đề này cho quý vị hiểu. Thì hồi tối hôm qua đó, thì đệ tử Huệ Thuận có báo lại và đã mua được hai ổ ong vò vẽ. Và sau khi mà đợi đúng cái vị trí rồi, và ở đây thì ở chùa Huệ Thuận thì có hai con chó và đang đẻ, Huệ Thuận vẫn quay rất là rõ ràng. Một con thì mới mở mắt được 2 ngày và một con thì mới đẻ được 6 ngày, chưa có mở mắt. Thì các đệ tử của Huệ Thuận kiến nghị là đặt ở ngoài cổng và mình cứ mở cửa bình thường, thì vào đây họ sẽ chịu trách nhiệm vì thầy đã thông báo trên mạng xã hội rồi. Họ cố tình vi phạm thì mình cho họ chịu trách nhiệm. Thì Huệ Thuận lúc đầu thì Huệ Thuận cũng nghĩ điều đó cũng đúng, Huệ Thuận chấp nhận. Rồi sau đó đó, khi mà đặt hai ông vào vệ xong thì Huệ Thuận ngồi suy nghĩ lại. Và có một anh cán bộ địa phương đã điện xuống Huệ Thuận và nói Huệ Thuận rằng cái sự nguy hiểm của ông vào vệ á, nó rất là sức là nguy hiểm, có thể ra tòa. Vì ông vào vẽ mà nó mà cắn một cái á, là phải tiểu ra máu.
Và chính điều đó thì về thuận điện lại cái anh chàng mà đi mua giùm hai ổ ngò vẽ đó, đem vô rừng thả phóng sanh hai con chó đó, đó. Thì về thuận xích lại. Thưa quý vị, qua cái lời xác nhận của Huệ Thuận thì chứng tỏ rằng Huệ Thuận có chuẩn bị những cái thứ đó thật, thưa quý vị. Có chuẩn bị hai con chó mà Huệ Thuận nói là hai con chó nó mới đẻ xong, nó rất là dữ tợn, hai ổ ong vò vẽ rất lớn, rồi rắn rết để chuẩn bị cho những cái côn trùng này nó sẽ tấn công trong trường hợp mà luật sư Hoàng Duy Hùng đi vào trong chùa. Thì thưa quý vị, mình đặt cái câu hỏi là tại sao Huệ Thuận lại làm những cái điều hết sức trẻ con ngớ ngẩn như thế này, thưa quý vị. Tuy là cái việc làm của Huệ Thuận nó chưa gây ra cái hậu quả cho người khác, chưa gây tổn thương cho người khác, nhưng mà quý vị biết rằng cái ý tưởng, mỗi một cái ý tưởng xấu xa, mỗi một cái khi mà mình khởi niệm lên một cái tư tưởng xấu thì nó đã là một cái nhân hư rồi, thưa quý vị. Mà theo cái quan điểm luật nhân quả của nhà Phật đó, thì mỗi một cái nhân hư, kể cả khi mà mình mới khởi lên cái suy nghĩ thôi, thì nó đã là một cái nhân hư rồi. Nó đã một cái nhân rất là xấu xa, mà khi mà nó phát ra cái hành động thì nó sẽ vô cùng là khốc liệt, thưa quý vị. Nó sẽ tạo lên một cái quả rất đắng. Chính vì vậy mà mặc dù là cái hành vi của Huệ Thuận chưa có gây ra cái hậu quả, nhưng mà Huệ Thuận đã có cái ý niệm, đã có cái tư tưởng xấu xa rồi, cái tư tưởng muốn hại người khác. Mà cái điều đáng nói ở đây là Huệ Thuận muốn thực hiện cho bằng được. Nếu mà không có cái anh cán bộ như là Huệ Thuận nói, mà gọi điện nói rằng con ong vò vẽ nó rất là độc, nó có thể gây chết người, thì chưa chắc Huệ Thuận đã bỏ cái ý định đó, thưa quý vị. Bởi vì chỉ có như Huệ Thuận xác nhận là cái anh cán bộ ở địa phương này anh gọi xuống, anh nói là không có được làm như vậy, bởi vì cái mức nguy hiểm của cái ong vò vẽ. Vì vậy mà Huệ Thuận mới tiêu hủy hai cái tổ ong đi, rồi xích hai con chó lại. Chứ còn nếu không có cái sự nhắc nhở của anh cán bộ địa phương này thì cái hậu quả nó sẽ như thế nào, quý vị? Và chúng ta biết rằng là mặc dù là cái hậu quả của cái hành động của Huệ Thuận nó chưa có gây ra cái hậu quả cho cái người mà Huệ Thuận muốn hướng tới, nhưng mà đây là một cái tư tưởng mà Huệ Thuận muốn đạt được, quyết tâm đạt được cho bằng được. Chính vì vậy mà Huệ Thuận đã có cái sự sắp xếp chuẩn bị rất chu đáo. Thì quý vị nào mà rành về luật pháp Việt Nam, nhất là các vị luật sư mà có xem được cái video này, thì quý vị comment ở bên dưới và nêu ra cái trường hợp này thì Huệ Thuận có phải mắc cái tội gì trong cái trường hợp mà cố tình làm nguy hiểm cho cái sức khỏe và tính mạng người khác hay không, mặc dù là cái hành vi này chưa có gây lại ra cái hậu quả cho cái đối tượng mà Huệ Thuận này hướng tới, đó là luật sư Hoàng Duy Hùng. Thì như quý vị biết là luật sư Hoàng Duy Hùng thì cũng là một luật sư, nhưng mà thứ nhất á, là luật sư Hoàng Duy Hùng là người trong cuộc. Chính vì vậy mà chúng tôi không có đặt vấn đề để cho hỏi ý kiến của luật sư Hoàng Duy Hùng. Cái thứ hai nữa đó, luật sư Hoàng Duy Hùng là một luật sư người Mỹ, luật pháp của Mỹ, còn không biết là chắc chắn là nó sẽ có những cái khác biệt rồi. Mình không có thể nào mà áp dụng cái luật pháp của Mỹ vào cái luật pháp của Việt Nam được. Chính vì vậy mà chúng tôi mong rằng những cái quý vị nào rành am hiểu về luật pháp Việt Nam, đặc biệt là các vị luật sư, khi mà các vị xem được cái đoạn video này thì các vị có cái nhận xét gì về cái hành vi của Huệ Thuận, và nếu mà có tội thì sẽ xử phạt như thế nào trong cái trường hợp này, tức là có ý định và đã có những hành động cụ thể, có phương tiện để gây hại cho người khác, và cái mục đích của Huệ Thuận không đạt được là do được cán bộ địa phương nhắc nhở. Chứ còn nếu mà không có người nhắc nhở thì nhất định là Huệ Thuận đã gây ra những cái hậu quả rất đáng tiếc. Thì những cái người nào mà rành luật thì xin quý vị comment bên dưới. Thì thưa quý vị, qua cái drama này đó thì chúng ta nhận thấy một điều như thế này. Huệ Thuận là một cái con người đã gieo quá nhiều cái
cái nhân hư, thưa quý vị, từ cái việc mà mạo danh là nhà sư, từ cái việc mà sân si với những người mà có cái tư tưởng đối lập với mình, mà lại không dùng cái trí huệ của mình, không dùng cái đạo hạnh của một nhà tu để cảm hóa chúng sinh, mà lại dùng bạo lực để mà tấn công vào những cái người mà không cùng quan điểm với mình. Tấn công cả những cái người mà đang là tu hành theo đúng cái hạnh đầu đà, như là sư Minh Tuệ hay là sư Minh Đạt, liên tục tấn công vào những cái vị tu dân chính như vậy, và lại còn thực hiện những cái hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác, tới sức khỏe của người khác, là dùng những cái con vật như là rắn, rết, ong, chó để mà tấn công người khác như vậy. Thì đây là một cái điều mà hết sức nguy hiểm, bởi vì Huệ Thuận đã mượn danh là một tu sĩ và gieo lên quá nhiều những cái nhân hư, mà nhất định rằng nếu mà Huệ Thuận còn tiếp tục đi theo cái con đường này, không có ăn năn sám hối, thì nhất định là cái quả báo nó sẽ đến với Huệ Thuận một sớm một chiều. Quả báo nó đến rất nhanh, thưa quý vị. Thì qua cái video này, thứ nhất là tôi xin chân thành cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng đã tốn rất nhiều công sức để mà chỉ tên điểm mặt những cái điều sai trái của Huệ Thuận. Cảm ơn những cái người đã góp tiếng nói, giúp cho truyền thông, giúp cho cộng đồng hiểu rõ hơn về sự việc này. Cụ thể là anh Sài Gòn Vivo cũng đã đóng góp rất nhiều trong cái drama này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, và cảm ơn tất cả những quý vị khán thính giả đã tin tưởng và theo dõi chúng tôi trong cái thời gian vừa qua. Và qua cái sự việc này thì quý vị có cái nhận định gì về những cái hiện tượng mà thời gian gần đây có rất nhiều những cái vị mượn danh nhà tu, hay là dân gian chúng ta gọi là mượn đạo tạo đời, để làm những cái chuyện không có đúng với chánh pháp, không có đúng với cái đạo đức của con người, thì quý vị có ý kiến gì, quý vị comment ở bên dưới để giúp cho chúng tôi tham khảo những ý kiến quý báu của quý vị, từ đó giúp cho tất cả mọi người chúng ta hướng đến một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần bảo vệ được cái chánh pháp, cũng như là bảo vệ được cái sự hưng thịnh của nền Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào quý vị.